và cũng với hy vọng có thể xóa bỏ những định kiến về giáo dục giới tính, cũng như khuyến khích các nghiên cứu sâu về hệ sinh dục con người, đặc biệt là nam giới, như là một lĩnh vực khoa học. Một bảo tàng dương vật động vật lớn nhất thế giới đã được mở cửa tại Iceland. Và đây cũng là một địa điểm rất hấp dẫn du khách khi đến quốc gia này nhằm chiêm ngưỡng cận cảnh chìa khóa tình yêu của phái mạnh. Bảo tàng Fornleifafnaðarskóli ở tại thủ đô Reykjavik của Iceland là nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu cổ quý của tất cả các loài động vật có vú, trong đó có cả con người. Bảo tàng do nhà sử học Hattason sáng lập. Ông khẳng định bảo tàng này không mang tính khiêu dâm mà là một địa điểm nghiên cứu một cách nghiêm túc về cơ quan sinh dục nam. Hiện giờ bảo tàng có khoảng 286 mẫu dương vật của hơn 90 loài động vật khác nhau. Mẫu vật lớn nhất là bộ phận sinh dục của một con cá nhà táng với cân nặng tới 70 kg và chiều dài 1,7 m. Ngoài ra bảo tàng còn có cả dương vật của voi, gấu bắc cực, các loài hải mã, hải cẩu và cả con người do một số người hiến tặng cho bảo tàng khi họ qua đời. Bảo tàng mở cửa từ 10 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Giá vé tham quan cho người lớn là khoảng 145 đô la Mỹ và miễn phí cho trẻ em.